Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng chuyền hơi nam nữ giữa hai đội tuyển. Đội tuyển bóng chuyền hơi nam nữ của xóm Tân Sơn 8 và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xóm Quang Trung trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi do câu lạc bộ bóng chuyền hơi Núi Tòa tổ chức. Ở trận đấu đầu tiên này thì đội tuyển bóng chuyền hơi của Tân Sơn 8 phía gần bàn này các bạn và đội tuyển bóng chuyền hơi của xóm Quang Trung phía xa màn này các bạn. Trận đấu được diễn ra tại sân thi đấu của Ủy ban xã Xuân Phương. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất. Nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới. Điểm cho Quang Trung 2-1. Nhỉ, rét nhỉ. Ồ, bóng quyết tèn tèn. Ngược số. Sắn ống tay lên Dũng ơi. Sắn ống tay lên để ống tay đánh nó không chuẩn. Để ống tay đánh nó không thật tay. Được mà. Điểm cho Quang Trung 4-1. Điểm cho Quang Trung 5-1. 5-1 cho tôi. Thôi. Điểm cho Tân Sơn 8, 2-5. Đứng xa vạch ra. Điểm cho Tân Sơn 8, 3-5. Điểm cho Tân Sơn 8, 4-5. 4-5 cho Tân Sơn. Không quả lưới. 8-5 cho Tân Sơn lên mất cả rồi. Bỏ mặt nhỏ tốt. Đổi 1-6-8 cho con chung. Điểm bên này. Có trọng tài rồi, hai đội cứ đánh đi, không cần phải nói. Bật bóng tốt. Bao nhiêu? 16. Chẳng bóng tốt. 16. Đó là 12-6.
Bóng bóng ra ngoài 13-6. Gió nó liệm đi. 7-13 cho con chơi. Phát ra ngoài này. Con. Đặt bóng đẹp. Hai đội cố lên. Được mở sắc đẹp. Ngoài. Bắt bóng ra ngoài. Dành điểm cho Tân Sơn 14-4. Mở bóng ra từ xa. 10-14. Chưa còi thì cứ đánh như đánh bóng ấy kiểu. Ba là trọng tài dừng bóng thì hạng dừng. Tất cả là nghe hiệu lệnh của trọng tài hết. Đánh bóng kiểu vô chủ. Đã bóng tốt á. 12-14. Đã bóng tốt. Này gió đánh là khó. Đánh rất hảo. 13-14. Những quả đây chỉ nam thôi. Nữ gì được. Đánh rất hảo. 15-13. Cho tất xây. Nghe trọng tài thổi em. Ngoài. Đặt bóng ra ngoài. Tâm sân thực dạng lại dành điểm 16-13. Ngược gió. Mỗi cầu thủ dành điểm cho Tâm Sơn 17-13. Bên kia nó gió khô. Nêu lên nó chạy vẽ xong. Đập ngoài. Gió chỉ đập ra ngoài. 19-13. Lại hẳn tay nữa rồi. Hà Trang ạ. Hà Trang. Rồi. 14-19. Xin lỗi. Cầu thủ bên Tân Sơn dùng xe chân đá nhưng mà lỗi. 15-19. Pha tầm ngoài. Pha bóng mạnh quá. 20-15. Đập bóng thế thôi. 16-20.
hết set. Kết thúc set 1. Set 2 bắt đầu. Búng bóng chắn à? Chắn được dưới vạch 2 mét mà. Búng được à? Búng được. Dưới 2 mét là bóng tấn công. Nhảy được cho mấy. Dũng nó chạy từ góc sân bên này sang góc sân bên kia. Nên đỡ được. 1, 4, 2 cho công cụ. Lại xóa rồi. Đúng cái lúc nghỉ giải lao thì là đúng lúc nghỉ giải lao thì im thì ra lại xóa. 4, 5, 2 ngoài. Lúc nãy nó phát vào quả ở bên kia cũng ra đây. Ba, năm. Nhảy dưới vạch đấy cũng như lúc nãy, cũng chấm được. Bốn, năm, cho tập sơn. Dưới vạch lúc nãy thì Dũng búng cũng bị nó chấm. Chấm được. Dưới vạch. Một bóng tốt. Bóng tốt. Quá mạnh quá. Cứu quá giỏi. Đập bóng không lớn. 8, 6. Cho con chơi. Im gió à đấy. Đúng 6.
bắt con lưới 16. Nhảy chuyền về thoải mái sao nhỉ? Nhảy chuyền về được thì chỉ có nhảy mà bóng sang thì mới bị thì chứ. Mình cứ cười. Một cháu đánh ở trong sân đình toàn thế. 15, trường hợp 15, 20. Còn một quá nữa không làm gì được. Cháu kia đánh kèm nó luôn. Thấy hay lắm. Được rồi. Cuối sân lộ mất bài rồi. 2-1-2, 18-2. Bước đánh ra ngoài.
là 92. Xếp 3 rồi. Đã 4 trận lại xếp 3. Kết thúc thứ hai, Quang Trung thắng Tân Hương Sơn 21-13. Xét 3 giữa Quang Trung và Tân Hương 8. Lên cao quá. Dã man. Một rét luôn. Nhưng không rét bằng cái năm ngoái. Nó còn kiểu nhảy bắt đầu lưng sao dướn quá. Đấy rồi.
điểm cho đôi con chim đẩy ta. Hà Đông Phúc điểm cho đội quân 8-7. Trọng tài bắt em số 3 là set thứ 2 22 đội đổi sân là 8-8. Set thứ 3 15 quả 8 quả 2 đội đổi sân. Tỷ số hôm nay là 8-4 nghiêng về đội Quang Trung. Hai đội cố gắng lên và đây là điểm cho đội Quang Trung 9-4. Nên đang thắng nó vẫy tay. Thiếu quả bóng khéo thế. Có ăn đẹp thế. Nó đang thắng nó vẫy. Đội tuyển Việt Nam 8 cầu lên. Người đội chuyển sân quyết định thế thắng trận này chuyển được chưa? Điều cơ hội lên chung 11-6. Điểm 12-6. Đang đã thắng là chủ nghĩa. Ngoài rồi quá. Dối là thua. Điểm cho đội Quang Trung 13-6. Đội nào cứ thua là dối. Dối là thua. Dối là thua là dối. Đã bị dẫm là xét cuối là dối. Đánh nó phải lì đoàn. Hôm Tân Sơn 8 mới hòa bình, mình mà 20-15 là kiểu gì chả thắng chắc bằng. Cuối cùng lật đây. Cuối cùng. Quái kiểu vậy đấy. Ba quả vậy đi, hỏng rồi đấy. Đó, còn cô ấy, hai quả nữa mà. Bóng này, được. 14-7. Gió lật cái báng nó còn lật lại. Nó bay lên lượng. Kết thúc cho 3 Quang Trung thắng Tân Sơn 8 15-6.